Chương 4. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng. Thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến. Tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu, sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau. Vì bây giờ đã tối rồi. Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin. Số tín đồ lên đến độ 5.000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dạy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận, rồi bèn bàn luận cùng nhau rằng, chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật, họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Do vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngâm dọa, cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng, chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy, họ lại ngâm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng. Bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra, và người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình, thuật lại mọi điều. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói, mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng, Lạy Chúa đã đấng dựng nên trời đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng, vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các quan trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại, mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Vả, Herod và Bôn-sơ Phi-lát với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọ và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạng dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành, bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Vả, người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau,
Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn, vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi quê hương tại Chíp-rơ, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ.